Giờ học giáo lý du khách do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn. Kính chào quý bạn chị em, chúng ta đang học phần các bí tích ở chương 3 là các bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ. Thì chúng ta đã đọc câu 248, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, được nhận lãnh. Người nhận lãnh đó thì nhận được hai bí tích ban cho họ, một cái sứ mạng đặc biệt trong hội thánh và một sứ vụ do Chúa kêu gọi. Đó là bí tích truyền chức thánh và bí tích phân phối. Đó là những cái bí tích mà chúng ta đang học ở đây để xây dựng cộng đoàn dân của Chúa. Thưa câu hỏi số 249. Bí tích truyền chức thánh ban ơn gì? Thì bí tích truyền chức thánh gồm có 3 cấp bậc: giám mục, linh mục và phó tế. Thì nhớ là 3 cấp bậc, còn những cái khác chỉ là tước vị thôi. Những ngày như tước vị là hồng y, hay là tước vị là đức ông, là giáo hoàng, là giám mục thành Roma, tại giáo phận Roma thì là giám mục. Và đó là những cái cấp bậc hay là cái phẩm thật ở trong hội thánh qua bí tích truyền chức thánh, là có giám mục, linh mục và phó tế. Cái phó tế đã đi vào cái hàng giáo phẩm rồi. Câu hỏi số 250. Giáo hội hiểu thế nào về bí tích truyền chức thánh ạ? Vì chỉ có Chúa Kitô là linh mục duy nhất và đích thực, còn các vị khác chỉ là thừa tác viên của Chúa, theo lời của Thánh Thomas Aquino. Như vậy thì truyền chức giám mục có ý nghĩa như thế nào? Việc truyền chức giám mục là việc trao ban đầy đủ bí tích truyền chức thánh cho linh mục để làm giám mục. Giám mục là vị kế tiếp các tông đồ và gia nhập đoàn giám mục cùng với các giám mục khác và Đức Giáo Hoàng. Từ nay Ngài có nhiệm vụ trên toàn hội thánh, công giáo và cách riêng trong giáo phận của mình. Hội thánh trao ban cho các ngài có cái quyền giáo huấn, quyền thánh hóa và quyền quản trị. Cho nên chức vụ của giám mục là người kế vị các tông đồ. Giáo hội truyền chức giám mục cho một linh mục, vì linh mục chỉ hiệp thông với Đức Giám mục. Giờ đây thì vị giám mục được nhận toàn vẹn cái bí tích truyền chức thánh để có hai nhiệm vụ ở trong giáo phận của mình và ở trong cái đoàn giám mục của toàn thế giới, hiệp thông với toàn giáo hội công giáo, có trách nhiệm trong giáo phận của mình và toàn giáo hội. Cho nên các ngài có quyền giáo huấn, thánh hóa và quản trị. Đó là cái quyền của giám mục. Và Thánh Augustino đã từng nói là tôi phải khiếp sợ vì là giám mục đối với anh em, nhưng tôi tự an ủi vì là Kitô hữu cùng với anh em. Đối với anh em tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu. Một có ý chỉ trách nhiệm, một có ý chỉ ân sủng, một là nguy cơ, một là giải thoát. Đó là cái cảm nghiệm của Thánh Augustino khi Ngài là một giám mục. Thì dĩ nhiên là Ngài thấy cái vị trí này, nhiệm vụ giám mục là để phục vụ rất là nặng nề, Ngài khiếp sợ. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng là một Kitô hữu với tất cả mọi người. Thì đối với mọi người thì Ngài là giám mục, nhưng mà đối với những anh em thì Ngài cũng là một Kitô hữu. Và giám mục thì có trách nhiệm, còn Kitô hữu thì nhận ân sủng. Thì chức giám mục là chức vụ đích thực trong hội thánh vì nguồn gốc có từ các tông đồ, là những chứng nhân đầu tiên về Chúa Giêsu, và chức đó làm cho chức mục vụ của các tông đồ Chúa Kitô thiết lập được tồn tại mãi. Đức Giáo Hoàng cũng là một giám mục số 1 và đứng đầu giám mục đoàn, là giám mục của địa phận Roma. Và đây là câu hỏi số 251. Cấp bậc của bí tích truyền chức thánh thế nào? Một cái hội công giáo buộc phải vâng lời Đức Giám mục của mình. Đức Giám mục là đại diện Chúa Kitô. Ngài thi hành trách nhiệm mục vụ cùng với các linh mục và các phó tế, là các phụ tá có chức thánh. Đó là nguyên lý hữu hình và nền tảng
của một hội thánh ở địa phương, thì tất cả anh em phải theo Đức Giám Mục hướng dẫn, như Chúa Giêsu theo Chúa Cha là hướng dẫn Ngài. Đừng ai làm gì trong hội thánh mà không theo Đức Giám Mục. Thánh Ignatio Antioquia đã dạy dỗ như vậy. Và chúng ta biết là giám mục có quyền hạn toàn vẹn ở trong cái địa phận của mình để Ngài dạy dỗ, thánh hóa và quản trị. Cho nên một cái tôi hiểu Công giáo có cái bổn phận phải vâng lời giám mục của mình. Thì khi mà không vâng lời giám mục của mình thì giáo hội địa phương làm sao mà có một cái trật tự, có một cái nền tảng ổn định được. Phải có sự sắp xếp và khôn ngoan của vị giám mục của mỗi địa phận, và Ngài kế vị các tông đồ, Ngài có trách nhiệm, thì chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn Ngài làm cái gì tốt nhất cho giáo phận của mình và săn sóc tất cả đoàn chiên của mình. Bước sang câu hỏi số 252, việc truyền chức giám mục có ý nghĩa như thế nào? Thì bí tích truyền chức thánh ban ơn Chúa Thánh Thần cho người lãnh nhận, nghĩa là Chúa Kitô ban quyền thánh chức cho họ qua sự đặt tay của Đức Giám Mục. Làm linh mục không chỉ là nhận một chức vụ hay là một tác vụ. Nhờ bí tích truyền chức, một linh mục nhận một cái quyền chuyên biệt và một sứ vụ đối với anh chị em trong đức tin. Cho nên không phải là một cái chức vụ hay là một cái tác vụ thông thường như là những người lãnh nhận cái chức vụ ở ngoài trần gian. Nhưng mà đây là một cái sứ vụ đặc biệt ở trong đức tin, một cái quyền chuyên biệt mà Chúa Giêsu đã trao ban và Chúa Cha đã sắp xếp, đã lựa chọn những người nào làm cái công việc để phục vụ cho dân thánh của Chúa. Cho nên đây là một cái ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho cái người lãnh nhận. Chính Chúa Kitô đã lập cái bí tích này để ban cái quyền thánh chức qua sự đặt tay của giám mục, và Chúa Giêsu đã muốn có những người tiếp tục sứ vụ của Ngài cho đến ngày tận thế. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Rồi các tông đồ qua đời chết đi có những người kế vị, và cứ vậy mà tiếp tục cho tới ngày tận thế. Và đây là câu hỏi số 253. Giám mục quan trọng thế nào trong giáo hội Công giáo? Xin thưa là các tư tế cựu ước đó, có cái sứ vụ là trung gian giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và dân của Ngài, cũng như Chúa Kitô là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Người đã làm hoàn hảo và hoàn tất cái chức linh mục của Chúa Kitô, và sau đó Chúa Kitô chỉ có các linh mục đã được truyền chức trong Chúa Kitô, trong hiến tế của Chúa Kitô trên thánh giá, qua sự kêu gọi của Chúa Kitô và sứ vụ tông đồ. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta, những người đặc biệt mà Chúa gọi làm cái sứ vụ tông đồ của mình cách đặc biệt, để tiếp nối cái sứ vụ của Chúa Giêsu. Còn ngày xưa trong Cựu Ước thì các tư tế đó là trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Chúa, để dân của lễ lên Thiên Chúa. Còn chính Chúa Kitô là trung gian duy nhất và hoàn hảo giữa Thiên Chúa và con người, không có một trung gian hoàn hảo nào hơn Chúa Giêsu hết, vì Ngài là Thiên Chúa. Và Ngài trao ban cái chức vụ linh mục trong cái tích truyền chức đó, để những cái sứ vụ tông đồ mà Chúa Giêsu truyền lại có những người tiếp tục. Cho nên một linh mục Công giáo cử hành các bí tích không phải do quyền riêng của các ngài đâu, cũng không phải vì các ngài hoàn hảo về vấn đề luân lý đâu. Không may có khi các ngài không có được tốt lành như vậy, nhưng mà các ngài làm với tư cách là hiện thân của Chúa Kitô. Các ngài như thế nào đó là quyền của Thiên Chúa phán xét. Còn các bí tích các ngài cử hành nó luôn luôn là thành sự. Các ngài vì các ngài hiện thân Chúa Kitô là chính Chúa Kitô ở trong cái thừa tác của các linh mục. Nhờ có chức thánh, các ngài được sức mạnh của Chúa Kitô để biến đổi, để chữa lành và cứu thoát. Vị linh mục tự mình chẳng có quyền gì hết. Các ngài trước hết là tôi tớ để phục vụ. Mọi linh mục đều được đánh giá là đích thực
khi các ngài luôn luôn khiêm tốn ngạc nhiên rằng mình đã được Chúa gọi. Chúa gọi để làm công việc mà Chúa giao qua cái thiên chức linh mục. Đó là một cái hồng ân của Chúa để phục vụ cho công việc cứu rỗi các linh hồn. Mà nếu không phục vụ cho công việc cứu rỗi các linh hồn thì cái thiên chức linh mục đã lãnh nhận thì phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Câu hỏi số 254 là việc truyền chức linh mục ban ơn gì? Khi truyền chức linh mục, Đức Giám Mục xin sức mạnh của Thiên Chúa xuống trên người lãnh cái chức vụ. Sức mạnh ấy in vào linh hồn một ấn tín còn mãi không có bao giờ mất. Linh mục là người cộng tác của Đức Giám Mục. Linh mục công bố lời Chúa, ban các bí tích, nhất là dân thánh lễ, ban các bí tích cho tín hữu, nhất là bí tích giải tội. Thầy sáu không thể ban được, và dân thánh lễ cho Chúa, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong thánh lễ, phong chức bắt đầu là việc gọi tên các người được chọn. Sau bài giảng của Đức Giám Mục, người chịu chức sẽ hứa vâng lời Đức Giám Mục và các đấng kế vị. Việc phong chức được thực hiện bằng cử chỉ đặt tay của Đức Giám Mục và kinh nguyện kèm theo. Nếu người ta muốn phá hội thánh, họ bắt đầu tấn công các linh mục trước tiên. Vì không còn linh mục sẽ không còn thánh lễ. Không còn thánh lễ thì sẽ không còn đạo công giáo nữa. Thánh Gioan Viên này đã cảm nghiệm và dạy dỗ điều đó. Cho nên người ta phá giáo hội bằng cách là tấn công các linh mục. Hoặc là người ta không cho mở chủng viện để đào tạo các linh mục. Hoặc là người ta cho mở chủng viện nhưng mà họ cấy ngừa vào trong chủng viện để làm linh mục. Thì cái đó còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên trong lịch sử của 2000 năm qua, chúng ta biết một là họ bắt đạo, ai theo đạo thì họ giết chết. Hai là họ tinh vi hơn, là họ không cho mở các chủng viện để đào tạo linh mục. Rồi phải mở thầm, mở lén và đào tạo. Rồi ai đi học thầm lén để làm linh mục thì họ không cho làm việc. Bằng cách là cắt đặt hộ khẩu hoặc là ra một cái tội lỗi nào đó để bị bắt bớ. Thì khi mà không còn linh mục để dân thánh lễ nữa, thì giáo hội công giáo phải bị mất đi rất là nhiều những ơn thánh của Chúa. Bởi vì những cái vùng mà không có linh mục giảng dạy, mà đức tin nó bị chết đi, nó bị mai một. Riêng giáo hội Nhật Bản, ơn Chúa Thần giữ một cách đặc biệt, suốt 200 năm không có linh mục. Không phải là 20-30 năm, mà 200 năm không có linh mục. Vẫn còn 20.000 người giữ đạo trong âm thầm. Họ không biết tới thánh lễ, họ không biết tới hình dáng của một linh mục, họ cũng chẳng biết Đức Giáo Hoàng ở đâu, như thế nào. Họ hoàn toàn bị cô lập. Vậy mà cứ cha truyền con nối với nhau, dạy cho nhau, rửa tội cho nhau. Và cứ như vậy mà tồn tại suốt cả 200 năm. Mãi cho tới thời Minh Trị Thiên Hoàng cho những người Tây Phương đến truyền giáo, chứ chưa phải là cho tự do tôn giáo. Thì lúc đó là những vị thừa sai đã theo bước của những người buôn bán thương thuyền mà đến đất Nhật Bản, và cuối cùng đã tìm gặp lại được 20.000 người, giữ vững được đức tin. Cho nên chúng ta biết là không có các linh mục thì đời sống của giáo dân nó bị mai một đi, và đức tin nó dễ bị lung lạc và bị mất. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cần phải có nhiều linh mục thánh thiện trong giáo hội, và cần phải cầu nguyện để có nhiều linh mục như thánh Gioan Vianney. Câu hỏi 255 là việc truyền chức phó tế thì ban ơn gì? Trong việc truyền chức phó tế, người lãnh được trao ban một sứ vụ riêng trong bí tích truyền chức thánh. Phó tế thay mặt Chúa Kitô đấng đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong nghi thức truyền chức có nói rằng phó tế vì là thừa tác viên của lời Chúa, của bàn thờ và của đức ái, phó tế sẽ biến mình thành tôi tớ mọi người, người phục vụ. Cho nên hình ảnh đầu tiên chúng ta có về hàng phó tế là thánh Stefano tử đạo. Khi các tông đồ của hội thánh tiên khởi ở Jerusalem bị tràn ngập bởi nhiều công việc bác ái,
Các ngài kêu gọi 7 người nam để phục vụ trong các bữa ăn, mà sau đó các ngài truyền chức. Một vị tên là Tê-pha-nô, rất đầy ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa, đã hoàn thành mọi việc để phục vụ đức tin và những người nghèo của cộng đoàn. Suốt nhiều thế kỷ, chức phó tế chỉ là chặng đường dẫn đến chức linh mục. Nay chức phó tế đã trở thành chức vụ riêng biệt hoàn toàn dành cho những người độc thân hoặc là lập gia đình. Một đàn hội thánh muốn nhấn mạnh đến việc phục vụ như là đặc tính của hội thánh. Và đàn khác hội thánh muốn, như trong hội thánh sơ khởi, phụ thêm cho các giám mục một chức vụ nhằm giúp đỡ các ngài. Và để hoàn thành ngay trong lòng hội thánh những hoạt động mục vụ và xã hội. Việc phong chức phó tế cũng in một dấu ấn bí tích không thể xóa bỏ cho đến suốt đời. Cho nên chúng ta biết phó tế là cái bậc đầu tiên trong bí tích truyền chức thánh ở trong hội thánh công giáo. Như chính tên đã nói rõ là phó tế là dấn thân, là phục vụ trước hết trong các dịch vụ bác ái này, rồi có bổn phận phải giảng dạy như dạy giáo lý, công bố lời Chúa phúc âm, giảng trong thánh lễ, cử hành bí tích rửa tội và hôn phối, và phụ giúp trong các buổi cử hành. Nhiệm vụ của các phó tế chúng ta thường thấy trong giáo hội ngày hôm nay. Và trong 1 Timôthê chương 3 câu 8 câu 12 cũng nói tới các trợ tá. Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong trắng. Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá. Nếu không bị ai khiếu nại, các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt, để làm gương tốt cho cả cái cộng đoàn đó. Vì vậy mà cần các trợ tá hay là các phó tế. Và chúng ta biết là trong truyền thống thì Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ là những người nam, chứ không phải là những người nữ. Và nếu mà xét về sự thánh thiện tốt lành đó, thì không ai tốt hơn mẹ Maria. Không ai có thể là linh mục tốt hơn mẹ Maria được. Mẹ có thể nói cách không do dự, đây là mình tôi. Vì Chúa Giêsu mà mẹ đã ban cho chúng ta, quả thực là mình của mẹ. Mẹ đã cho Chúa Giêsu máu thịt của mình, nhưng mẹ đã giữ nguyên địa vị tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, đến nỗi chúng ta có thể chuyện trò với mẹ như là người mẹ của chúng ta. Mẹ là một người trong chúng ta, và chúng ta luôn luôn hợp nhất với mẹ. Sau khi con mẹ qua đời, mẹ tiếp tục sống thêm trái đất để củng cố thêm sức cho các tông đồ trong nhiệm vụ các ngài, để làm mẹ các ngài cho đến khi hội thánh trẻ trung được thành hình. Đó là suy tư của mẹ Teresa Calcutta. Nên cái phong trào mà phụ nữ đòi làm linh mục thì Đức Giáo Hoàng John Paul II đã trả lời là trong truyền thống Chúa Giêsu khôn ngoan như vậy mà không chọn mẹ Maria làm linh mục, mà để làm mẹ các linh mục, thì chúng ta cần có những người mẹ thánh thiện để đào tạo con cái của mình, có những người con thánh thiện và cống hiến cho Chúa, cho giáo hội những người con thánh thiện để làm những linh mục thánh thiện. Đây là câu hỏi số 256. Ai được lãnh bí tích truyền chức thánh? Chỉ người nam giới đã được rửa tội trong đạo công giáo, được hội thánh kêu gọi lên lãnh các chức phó tế, linh mục, giám mục thì mới lãnh các chức vụ này thành phép được. Cho một người nữ mà đòi làm linh mục thì dĩ nhiên là không có thành sự được. Và bây giờ người ta đang bàn cãi với nhau là có nên phong chức phó tế cho phụ nữ không? Đó là vấn đề được bàn cãi. Đó là chuyện của toàn thể giáo hội. Và giáo hội được Chúa Thánh hướng dẫn để qua mọi nghiên cứu, hiểu biết và quyết định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh. Chúng ta chỉ cầu nguyện để luôn luôn làm đúng theo ý muốn của Chúa Cha. Câu 257. Nếu chỉ có nam giới được lãnh bí tích truyền chức thánh thì nữ giới có bị kỳ thị không? Luật nói rằng chỉ nam giới được lãnh chức thánh, không làm hạ phẩm giá của nữ giới đâu. Đối với Thiên Chúa, nam hay nữ đều có phẩm giá như nhau. Nhưng mỗi giới
có những cái bổn phận và đoàn sủng khác nhau. Hội thánh quen chọn người nam chính vì Chúa Giêsu đã chỉ chọn người nam khi lập chức linh mục trong buổi tiệc ly. Năm 1954, Đức Giáo Hoàng John Paul II tuyên bố rằng Hội thánh không có quyền truyền chức linh mục cho nữ giới và mọi tín hữu của Hội thánh phải dứt khoát tuân giữ cái quyết định đó, vì đó là cái truyền thống rõ ràng của giáo hội mà từ chính Chúa Giêsu. Thời xưa không có ai để đề cao phụ nữ bằng Chúa Giêsu, điều mà thời đó được coi là khiêu khích. Người Chúa Giêsu đã đồng ý làm bạn với họ và bảo vệ họ, cho họ đồng hành với các tông đồ. Nhiều phụ nữ đã đi theo Chúa Giêsu và người đánh giá đức tin họ rất là cao. Mà chúng ta biết là trong cái xã hội mà trọng nam khinh nữ và lắm điều mà người ta chỉ trích Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn cho những người nữ này đi theo, thì cho thấy là Chúa Giêsu đề cao người phụ nữ tới chừng nào. Nhưng mà Chúa Giêsu đã không chọn những người phụ nữ làm tông đồ, làm linh mục, làm giám mục. Người đầu tiên làm chứng nhân cho việc Chúa Giêsu sống lại là một phụ nữ, bà Maria Magdalena. Vì thế người ta nói rằng bà là một người phụ nữ tông đồ giữa các tông đồ. Do vậy, việc truyền chức linh mục cũng như trách nhiệm mục vụ luôn luôn được truyền lại cho người nam. Các linh mục người nam phải thay mặt Chúa Giêsu để tập hợp hội thánh. Chức linh mục là một chức vụ đặc biệt, đòi hỏi người nam phải thi hành vai trò của người nam làm cha. Không có cái sự ưu thế nào của người nam trên người nữ. Các phụ nữ có vai trò trong hội thánh, như chúng ta thấy qua Đức Mẹ Maria, một vai trò trung tâm không thua kém người nam. Nhưng là vai trò của nữ giới, Đã ấy bà trở thành mẹ của mọi người đang sống, Sáng Thế chương 3 câu 20. Xét theo là mẹ của mọi người đang sống, các phụ nữ có những tư chất và khả năng đặc biệt. Nếu không có cách thế riêng biệt mà chỉ phụ nữ mới có, như dạy dỗ, loan báo phúc âm, sống bác ái, sống đạo đức và mục vụ, thì hội thánh bị cắt cụt một nửa rồi. Cho nên có những phụ nữ lo những công việc khác, dạy dỗ, loan báo phúc âm, sống bác ái, sống đạo đức và mục vụ. Khi những người nam trong hội thánh dùng chức vụ linh mục như công cụ của quyền lực, hoặc khi các người nữ không lo tận dụng những đặc sủng riêng của mình, thì cả hai đã xúc phạm đến tình yêu và đến thánh thần của Chúa Giêsu. Để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và trao cho chúng ta mỗi người một cái sứ vụ riêng để phục vụ cho hội thánh Chúa. Thưa câu hỏi số 258, tại sao giáo hội Công giáo đòi các linh mục và giám mục sống đời độc thân? Thì chúng ta biết là Chúa Giêsu đã sống đời sống độc thân, và muốn dùng cách này để nói lên tình yêu của người với Thiên Chúa Cha là không chia sẻ với một ai hết. Cho nên việc theo lối sống của Chúa Giêsu và sống khiết tịnh, không đôi bạn vì nước trời, Matthew chương 19 câu 12, đã có từ thời của Chúa Giêsu, được coi như là dấu hiệu của tình yêu, của sự hiến dâng cho Thiên Chúa không chia sẻ, một con tim không chia sẻ, 100% hoàn toàn dành cho Chúa. Sự hiến thân cho Thiên Chúa không chia sẻ, của sự tự nguyện hoàn toàn để phục vụ. Hội thánh Roma đòi các linh mục giám mục của mình theo lối sống độc thân này, trong khi các giáo hội Công giáo Đông Phương chỉ đòi các giám mục của họ thôi. Thì họ có những người họ đào tạo từ nhỏ cho tới khi mà nhận chức sáu thì được phân làm hai. Ai muốn lập cái đình thì về lập cái đình, rồi trở lại để chịu chức sáu, chức linh mục, và chỉ dừng lại ở đó. Còn những người mà muốn sống độc thân thì sẽ chịu chức sáu và chịu chức linh mục ở độc thân và có khả năng để làm giám mục. Hội thánh Công giáo có ý thức rõ rằng mình sẽ kéo theo một sự đảo lộn triệt để về các giá trị khi loại bỏ việc sống độc thân hay không. Việc sống độc thân của linh mục là một sự điên rồ của phúc âm, trong đó có chứa một chân lý ẩn giấu. Duy trì việc độc thân hội thánh đặt mình vào lãnh vực vô hình, vào mầu nhiệm của Chúa Kitô. Thầy Roger Schultz đã cảm nghiệm cái chân lý này.
vì mọi người sống trọn vẹn cái tình yêu không chia sẻ cho Chúa Kitô như Ngài đã yêu chúng ta cho đến chết và sống trước cái đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc ngay giữa trần thế này. Đó là cái ơn nhân không của Thiên Chúa đã ban cho giáo hội. Theo Đức Bê-tô thứ 16 thì sống độc thân không có nghĩa là để cho tình yêu trống rỗng. Trái lại, nó phải mang cái ý nghĩa đó là người để cho tình yêu Thiên Chúa chiếm lấy mình. Một con người để trọn vẹn cho tình yêu Thiên Chúa chiếm lấy mình và không có chia sẻ với một tình yêu nào khác. Một linh mục sống độc thân phải chứng tỏ rằng cuộc đời Ngài có sinh sản, bởi vì các Ngài làm cho tư cách là cha của Thiên Chúa, tư cách là người cha của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu được thể hiện qua việc sinh sản những người con tinh thần. Đức Giáo Hoàng còn nói với chúng ta rằng Chúa Kitô cần những linh mục chín chắn và can đảm, có khả năng và thực hành tư cách đích thực là người cha thiêng liêng, người cha thiêng liêng, người cha tinh thần để sinh ra những người con thiêng liêng. Đó là lấy cái hình ảnh của một người cha tinh thần mà của Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng dịu hiền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 2, câu 9 và câu 10. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đời sống độc thân của các linh mục, giám mục, công giáo là một thứ nhất thực tế là người độc thân có thể phục vụ trọn vẹn cho Chúa Kitô và các linh hồn một cách dễ dàng. Còn người có đời sống gia đình phải lo cho vợ, cho con thì không còn thời gian để phục vụ cho công việc của Chúa, cho các linh hồn một cách dễ dàng. Đó là điểm thứ nhất rất là thực tiễn. Cái điểm thứ hai là yêu Chúa và phục vụ cho Chúa cần những tâm hồn dành trọn vẹn cho Chúa 100%. Vì yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình cho người mình yêu, như Chúa Kitô đã làm trên thập giá. Thì còn cái gì nữa mà để chia sẻ? 100% đã dành cho Chúa hết rồi. Một con tim không chia sẻ thì còn chỗ nào mà dành cho đời sống gia đình đây? Nếu mà dành cho đời sống gia đình thì sẽ không có chu toàn đời sống gia đình, hoặc là sẽ không chu toàn trọn vẹn con tim của mình cho Chúa và cho các linh hồn. Và thứ ba là nhân chứng cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau trên thiên quốc, không còn dựng vợ gả chồng nữa mà hoàn toàn sống trong tình yêu của Chúa. Câu 259, chức tư tế cộng đồng của các tín hữu khác với chức tư tế thừa tác như thế nào? Xin thưa, qua với thức rửa tội là Chúa Giêsu đã cho chúng ta gia nhập vương quốc tư tế của cha người rồi. Sách Khải Huyền chương 1 câu 6. Qua chức tư tế cộng đồng, tất cả các tín hữu được gọi nhân danh Chúa để làm việc trong thế giới, đem sự chúc lành và ơn phúc cho thế giới này trong bữa tiệc ly và khi Chúa ủy quyền cho các tông đồ, là Chúa trang bị một số người cái quyền ban bí tích để phục vụ giáo dân. Những linh mục có chức tư tế thừa tác này thay mặt Chúa Kitô như là người chăn chiên của dân mình và như người đầu, như là cái đầu của thân thể Chúa là hội thánh. Cho nên cái chức tư tế cộng đồng là dành cho tất cả mọi người đã được rửa tội để trở thành vương quốc tư tế của Chúa Cha. Và chức linh mục thừa tác là những người lãnh nhận qua cái quyền của Chúa Giêsu đã thành lập chức vụ linh mục. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta, và đã chọn những người đặc biệt để phục vụ cho dân thánh của Chúa. Cho nên những linh mục có chức tư tế thừa tác này thay mặt Chúa Kitô để ban các bí tích cho chúng ta, là người chăn dắt cái đoàn chiên của mình như là đầu của thân thể Chúa Kitô là hội thánh. Đứng đầu mà lo cho thân thể Chúa Kitô là hội thánh. Thì khi từ tư tế có hai nghĩa gần giống nhau là tư tế và là linh mục, nhưng thường bị lẫn lộn
Vì tư tế và linh mục khác nhau về nội dung cũng như cả về hình thức nữa. Thông đồng với chương 2 đã nói như vậy. Chúng ta phải ngập tràn vui mừng khi nghĩ rằng những ai được rửa tội đều có chức tư tế cộng đồng. Bởi vì họ sống trong Chúa Giêsu Kitô và kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô ở chỗ người là ai và người làm gì. Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu là ai? Cho nên tại sao chúng ta không thường xuyên cầu nguyện để chúc lành của Thiên Chúa xuống trên thế giới này? Đằng khác, chúng ta phải khám phá ra ân huệ mà Thiên Chúa ban cho Hội Thánh. Đó là các linh mục có chức tư tế thừa tá. Các ngài làm cho Thiên Chúa ở giữa chúng ta qua các bí tích. Chúng ta nhận làm chính Thiên Chúa. Vì vậy mà chúng ta cần tới cái chức vụ tư tế thừa tá ở trong giáo hội của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 2 câu 5. Nên chúng ta phân biệt hai cái chức vị tư tế cộng đồng và tư tế thừa tác của các linh mục giám mục. Và chúng ta bước vào câu hỏi số 260. Tại sao Thiên Chúa sắp đặt cho người nam và người nữ cho nhau? Thiên Chúa tạo dựng có người nam và người nữ cho nhau đó, để họ không còn là hai nữa, nhưng là một xương một. Matthew chương 19 câu 6. Như vậy họ phải sống trong tình yêu, phải sinh con cái và trở nên chứng nhân của một Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô hạn. Mình trở nên chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, và kết quả của tình yêu đó phải sinh những người con cho Chúa. Đó là cái sứ vụ của đời sống gia đình. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ta sẽ chúc phúc cho ngươi, ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao. Ngươi sẽ là một mối chúc lành. Chúa phán với Abraham trong sách Sáng Thế chương 12 câu 2. Cho nên chính Chúa làm dân thánh của Chúa mỗi ngày một phát triển. Thì mỗi gia đình, một người nam, người nữ được Chúa tạo dựng trở nên một với nhau, một xương, một thịt với nhau. Và kết quả của tình yêu là sinh sản con cái cho Thiên Chúa. Câu số 261. Bí tích hôn phối diễn ra như thế nào? Xin thưa, bí tích hôn phối được thực hiện do hai người nam và người nữ hứa với nhau trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Thiên Chúa nhìn nhận cũng như đóng dấu cho sự ưng thuận đó để đôi nam nữ sự hoàn thành trong việc kết hợp hai thân xác. Dây liên kết của bí tích hôn phối ràng buộc họ cho đến chết. Vì chính Thiên Chúa đã nối kết, cho nên cả hai được trói buộc trong cái mối dây tình yêu thánh thiện cho tới chết, để cái sự bền vững của đời sống gia đình mới đem lại cái hạnh phúc cho đời sống hôn nhân và giáo dục con cái của mình. Và làm sao mà diễn tả được cái hạnh phúc của hôn nhân mà Hội Thánh sắp xếp? Đôi bạn Kitô hữu được hiệp nhất bởi cùng một hy vọng, cùng một ước muốn duy nhất, cùng một kỷ luật chung, cùng một sứ vụ, không gì chia cách họ trong tinh thần cũng như trong thân xác. Ở đâu thân xác nên một thì tinh thần cũng nên một. Tertulliano đã viết trong thời năm 220. Và bí tích hôn phối là một quà tặng hổ tương mà chồng vợ trao cho nhau. Linh mục hay phó tế nhân danh Hội Thánh để trình bày cách hữu hình rằng hôn phối là thực tại của Hội Thánh và xin sự chúc lành của Thiên Chúa xuống trên đôi hôn nhân này. Một cuộc hôn nhân chỉ được thực hiện nếu có sự ưng thuận kết hôn. Nghĩa là nếu đôi bạn tương lai muốn kết hôn cách hoàn toàn tự do, không sợ hãi, không bị ép buộc, và nếu không có gì ngăn trở sự kết hôn do những bất thiện tự nhiên hoặc do luật của Hội Thánh, đã kết hôn rồi, đã khấn sống độc thân thì không thể kết hôn nữa. Kết hôn trói buộc mình cho tới khi nào người bạn đời của mình chết, cho nên đã có một cái hôn phối với người khác rồi mà không có chứng minh được là thành sự không thành sự do tòa án hôn phối của giáo phận thì không có thể kết hôn
với người khác được nữa. Hoặc là người đó là không sống độc thân thì cũng không thể nào kết hôn được. Cho tới khi nào tháo gỡ được lời khấn đó, hoặc là hết cái thời hiệu của nó. Cho nên bí tích hôn phối là cái bí tích mà do người nam và người nữ trao đổi và làm với nhau. Còn linh mục chỉ là người chứng nhân chính thức theo luật của Chúa và giáo hội. Câu hỏi số 262. Điều gì cần cho Kitô hữu lãnh bí tích hôn phối? Cần ba điều này. Thứ nhất là nói lên cái sự ưng thuận cách hoàn toàn tự do. Thứ hai là cam kết sống với nhau suốt đời. Và chỉ quan hệ độc quyền với nhau thôi về tình dục. Sẵn sàng sinh con cái. Chứ nếu từ chối sinh con cái thì cũng không thể được. À, bởi vì mục đích của hôn nhân là sinh sản và giáo dục con cái. Mục đích thứ hai mới là giúp đỡ hỗ tương giữa vợ với chồng. Tuy nhiên điều căn bản hơn cả về bí tích hôn phối là đôi hôn nhân cần biết rằng họ chính là hình ảnh sống động của tình yêu Chúa Kitô, yêu thương hội thánh của Ngài. Họ là những cái hình ảnh sống động cho tình yêu giữa Chúa Kitô và hội thánh. Mà nếu mà không có sống thánh thiện thì làm sao làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa được. Cho nên đòi hỏi hôn nhân phải là một vợ một chồng và không thể phân ly, nghĩa là sống mãi mãi với nhau cho tới chết. Đối nghịch với việc nhiều chồng nhiều vợ mà Kitô giáo coi là một tội căn bản chống lại tình yêu và chống lại quyền của con người. Không thể nào mà đa thê nhiều chồng hay nhiều vợ được. Tình yêu là trao ban 100% cả cuộc đời của mình, tài năng, tiền bạc, mọi thứ để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, thì đâu có còn để mà đi kết hôn với người khác nữa. Cho nên Chúa chỉ dựng một Adam, một Eva, một vợ, một chồng thôi. Cái đòi hỏi này cũng đối nghịch với việc mà người ta có thể gọi là nhiều vợ, nhiều chồng liên tục. Tức là kết hôn rồi bỏ nhau, ly dị rồi lại kết hôn thì cũng không được. Nghĩa là cứ liên tục quan hệ mà không muốn cam kết chỉ trong một lần ưng thuận duy nhất, không làm lại nữa. Đòi hỏi phải chung thủy trong hôn nhân. Quy kết là phải chung thủy suốt đời, chứ không phải chỉ trong một thời gian ngắn rồi lại đi kết hôn với người khác. Và phải loại bỏ mọi quan hệ ngoài hôn nhân. Cái đòi hỏi này phải được đón nhận, sinh sản và giáo dục con cái. Nghĩa là đôi bạn sẵn sàng đón nhận những đứa con mà Thiên Chúa muốn ban cho họ. Các đôi bạn không có con được Chúa kêu gọi đến một hình thức khác của việc sinh sản. Nếu khi cử hành hôn phối, một trong các yếu tố trên đây bị từ chối thì không có hôn nhân. Họ không muốn sinh con hoặc là họ không có sẵn sàng sống một vợ một chồng, trung thành với nhau đến chết, thì cái hôn phối đó không có thành sự. Cho nên một vợ một chồng, nhiều vợ nhiều chồng thì Kitô giáo không có chấp nhận nhiều vợ nhiều chồng được. Cũng như nhà nước cấm hai vợ hai chồng, thì chúng ta thấy hầu hết những cái nền văn minh của các nước châu Âu và Mỹ Châu đều là luật một vợ một chồng. Mặc dù họ có ly dị, nhưng mà cũng chỉ là một vợ một chồng ở với nhau, chứ không có đa thê được. Tình yêu đạt tới hoàn thành trong sự chung thủy. Được thiết gia Kierkegaard. Yêu ai là nhìn nhận họ như Thiên Chúa đã muốn họ như vậy. Theodore Dostoevsky. Một đôi bạn cởi mở là một đôi bạn không bao giờ khép kín trên chính mình, biết mở tâm hồn ra. Theodore Westenborn, năm 1933, một văn sĩ của Đức. Cho nên yêu ai là nhìn họ như là tuyệt vời duy nhất mà người khác không thấy được. Văn so Moriart. Yêu là yêu người khác như họ đang là, đã là và sẽ là, nghĩa là chấp nhận họ. Linh mục Michel Costa, mất năm 1997, một văn sĩ của Pháp. Cho nên yêu ai là chấp nhận như là họ đang là, đã là và sẽ là một ngôi vị được Thiên Chúa yêu thương và kính trọng. Thì những người kết hôn cũng phải chấp nhận mọi người ở trong cái hôn phối của mình, vợ chồng và con cái của mình. Câu 263. Tại sao hôn phối không thể chấm dứt? Thì hôn phối không thể phân ly vì ba lý do. Trước hết, vì việc tự hiến cho nhau
mà không giữ lại gì đó là chính cái bản tính của tình yêu. Tự hiến hoàn toàn cho nhau, không có giữ lại gì cho mình hết, quên mình hoàn toàn. Thứ hai, vì đó là hình ảnh trung tín vô điều kiện của Thiên Chúa với thụ tạo của Ngài. Sau cùng, vì đó là diễn tả tình yêu hiến dâng của Chúa Kitô cho hội thánh, đến nỗi chết trên thánh giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và vì vậy mà không có thể nào phân ly được. Tình yêu đã trao ban 100% rồi, không thể phân ly được. Lại là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa, của Chúa Kitô đối với hội thánh. Và tình yêu của Chúa cũng là tình yêu vô điều kiện. Chúa yêu chúng ta vô điều kiện, thì con người cũng vậy. Vì vậy mà không thể nào phân ly được nữa. Và Thánh Tông Đồ Phaolô Ê-phê-sô 5 câu 25 đến 28, Ngài cũng khuyên: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tì ổ, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Đó là lời khuyên của Thánh Phaolô để cho người chồng, người vợ, tình yêu của họ là một cái biểu trưng cho chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa Kitô yêu hội thánh cho đến chết, và hội thánh cũng yêu và vâng lời Chúa Kitô cho đến chết vì tử đạo. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình. 2 Timôthê chương 2 câu 13. Nên chúng ta có thể bất trung, nhưng mà Chúa thì luôn luôn trung tín. Vì vậy, biểu trưng cho tình yêu của Chúa thì chúng ta phải thể hiện cái tình yêu gia đình của mình. Luôn luôn là không có bao giờ có từ ly dị trong gia đình của mình được, hoặc là chiến tranh lạnh được. Chúng ta phải làm sao để gia đình mình là một tổ ấm yêu thương, có tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô ban cho qua Thánh Thần của Ngài. Ghen ghét thì đốt nóng đưa tới cãi lộn, còn tình yêu thì che đậy mọi thứ xúc phạm. Cách Ngôn chương 10 câu 12. Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Thứ hai Côrintô chương 5 câu 20. Đó là cái việc xác quyết gia đình không thể ly dị được, nhưng mà khổ nỗi là trên nước Mỹ ít nhất là 50% các đôi vợ chồng ly dị. Tất cả các hôn nhân chung thủy với nhau là một dấu hiệu lớn, dấu hiệu về chính Thiên Chúa. Trên đất chúng ta có biết bao nhiêu chuyện chỉ là tương đối, nên cần phải có những người tin rằng chỉ có Thiên Chúa là tuyệt đối. Do đó, những gì không tương đối là rất quan trọng. Chẳng hạn phải tuyệt đối nói sự thật, hoặc phải tuyệt đối trung thành. Việc trung thành tuyệt đối trong hôn nhân chứng tỏ rằng đó không phải do khả năng của con người, mà đúng hơn là do lòng trung thành với Thiên Chúa. Đấng luôn luôn trung tín dù chúng ta có phản bội bằng bất cứ cách nào, và dù chúng ta không biết là Thiên Chúa trung tín như vậy, thì chúng ta cũng luôn luôn phải sống cái đời sống trung tín với nhau để làm chứng cho Chúa. Kết hôn tại nhà thờ là chứng tỏ chúng ta đặt tin tưởng, hy vọng vào Thiên Chúa hơn là vào khả năng yêu thương của chúng ta. Vì Thiên Chúa mà chúng ta phải trung tín với nhau. Mọi lo âu hãy trút tất cả cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh em. 1 Pê-rô chương 5 câu 7. Và câu hỏi số 264 là: điều gì đe dọa hôn phối? Cái điều thực sự đe dọa cái đôi hôn nhân đó là tội lỗi. Điều phục hồi cho hôn nhân là sự tha thứ. Biết tha thứ thì mới làm cho cái hôn nhân được nối kết trở lại. Điều làm cho họ được mạnh mẽ là cầu nguyện và trông cậy vào Thiên Chúa hiện diện. Cho nên cái đe dọa cho cái hôn nhân là tội lỗi. Bất cứ tội nào cũng làm cho hôn nhân bị đe dọa hết, từ cái tội ngoại tình cho tới những cái tội bỏ Thiên Chúa, không có tôn thờ Chúa, quay lưng với Chúa, hoặc là mình làm bất cứ cái đam mê bất chính nào, rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, dâm ô,
tất cả đều phá vỡ cái hạnh phúc gia đình mình hết. Cho nên để phục hồi cái đôi hôn phối trong tình yêu là cần có sự tha thứ lẫn nhau, và điều làm cho gia đình mạnh mẽ, được liên kết mật thiết với nhau trong tình yêu, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện để nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa, trông cậy vào Thiên Chúa. Cho nên sự xung đột giữa nam và nữ trong cuộc sống lứa đôi có khi dẫn tới ghen ghét nhau. Đó không phải là dấu hiệu do hai giới không thể hòa hợp nhau, cũng không phải do có khuynh hướng di truyền làm cho bất trung, hoặc là có cản trở đặc biệt về tâm lý đối với việc kết hợp để sinh sống. Thực ra, nhiều đôi vợ chồng bị đe dọa bởi thiếu cái sự đối thoại với nhau, thiếu quan tâm đến nhau. Thêm vào đó còn có vấn đề kinh tế và xã hội nữa. Nhưng vai trò chính vẫn là cái tội ghen tuông, cái tội kiêu ngạo, thống trị nhau, gây gổ, mê dâm ô, không trung thành và các nhân tố phá hoại khác nữa. Vì thế mỗi cặp vợ chồng rất cần đến sự tha thứ và hòa giải với nhau nhờ bí tích hòa giải. Cho nên các bí tích đưa chúng ta tới hạnh phúc hơn, chứ không phải đưa để chúng ta tới sự bất hạnh, mà đem niềm vui đến cho chúng ta, đem tới cái hạnh phúc nhiều hơn cho chúng ta. Và đây câu hỏi số 265 là: mọi người đều được gọi sống bậc hôn phối phải không ạ? Xin thưa là không phải. Không phải mọi người được kêu gọi sống đời sống hôn nhân. Có những người sống độc thân cũng như cũng có thể có một cuộc sống nảy nở trong an vui hạnh phúc. Và một số người đó được Chúa Giêsu chỉ cho một con đường riêng. Chúa mời gọi họ sống độc thân vì nước trời. Chứ nếu mà sống độc thân vì ích kỷ thì cái đó không có đúng. Mà sống độc thân vì nước trời. Nhiều người sống độc thân đau khổ vì cô đơn và cảm nghiệm như mình thiếu thốn hoặc là bị bất lợi. Người không lo toan đến vợ chồng hoặc gia đình thì được hưởng tự do và không lệ thuộc ai. Họ có thời giờ để làm những việc lý thú và quan trọng mà nếu họ lập gia đình thì không thể làm được. Có thể Chúa mời gọi họ chăm sóc những người đã bị mọi người bỏ rơi. Không hiếm khi Chúa gọi một người như thế để gần gũi với Chúa hơn. Đó là trường hợp người đó cảm thấy mình mong muốn không lập gia đình vì nước trời. Kitô hữu được ơn gọi như thế không bao giờ là vì họ coi rẻ việc hôn nhân hoặc là coi rẻ đời sống tính dục, tình cảm gia đình đâu. Chỉ có thể là tự nguyện sống độc thân khi người ta sống trong tình yêu và vì tình yêu, yêu Chúa Kitô, yêu các linh hồn, như là dấu hiệu mạnh mẽ chứng tỏ Chúa quan trọng hơn tất cả. Sống độc thân là từ chối quan hệ tính dục, nhưng không từ chối tình yêu. Họ đến gặp gỡ Chúa Kitô là vị hôn phu đang đến, sắp đến với một trái tim đam mê Chúa Kitô. Matthew chương 25 câu 6. Yêu Chúa trên hết mọi sự và chọn Chúa Kitô là gia nghiệp của đời mình, là lý do sống của đời mình, thì dĩ nhiên người ta sẽ chọn cái đời sống độc thân vì nước trời. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta điều đó, để chúng ta giữa trần thế có thể sống một đời sống độc thân vì nước trời, để phục vụ cho nước trời, phục vụ cho vinh danh Chúa, phục vụ cho các linh hồn ở ngay giữa trần thế này. Vì nếu con người không có hoán cải và nhờ ơn gọi Chúa trao cho từng người, mỗi người một khác nhau, nhờ Chúa Thần hướng dẫn để mỗi người đều sống trọn vẹn cái ơn gọi riêng của mình. Có người thì sống trong một độc thân, có người sống trong đời sống hôn nhân, có người thì sống trong đời sống tu trì. Thì mỗi người một ơn gọi khác nhau. Chúng ta sẽ học tiếp về hôn nhân Kitô giáo được cử hành như thế nào. Câu 266 vào ngày mai. Kính thưa quý thính giả, chương trình học giáo lý UCAT gồm có 44 bài. Quý vị có thể vào website
radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Mọi thắc mắc xin gửi về email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Rừng xanh, xanh thắm con sông dài. Trời xanh, xanh cánh chim ngàn khơi. Tôi xanh, xanh thướt tha tà áo. Mắt xanh màu ánh sao, tóc xanh như mái đầu. Màu xanh, hãy biết đâu ta tìm. Màu xanh, này trắng lên vàng khăn. Màu xanh, này tím lên ngàn lối. Biết bao giờ cho nguôi, để cho màu xanh về. Cùng tôi bạn ơi, ta nắm tay nhau lên đường. Tìm lại màu xanh, đem tô thắm cho khắp gian sơn. Cùng nhau ta hát, ta hát lên câu yêu người, để cho màu xanh gieo vui ánh mắt ngàn trẻ thơ. Dập tắt lửa chiến khô đau tan thương. Bạn ơi mau lên dâng niềm tin mới. Nào hãy mở lối, mở những lối đi an vui. Về thăm quê hương một mai đẹp tươi. Đẹp lên muôn lối, xanh thắm lên muôn phương trời. Niềm tin dựng xây, ca vang khúc hát đời thắm tươi. Này trắng lên vành khăn, màu xanh này tím lên ngàn lối. Biết bao giờ cho nguôi, để cho màu xanh về. Cùng tôi bạn ơi, ta nắm tay nhau lên đường. Tìm lại màu xanh, đem tô thắm cho khắp gian sơn. Nhau ta hát lên câu yêu người, để cho màu xanh gieo vui ánh mắt ngàn trẻ thơ. Dập tắt lửa chiến khô đau tan thương. Bạn ơi mau lên dâng niềm tin mới. Nào hãy mở những lối đi an vui. Về thăm quê hương một mai đẹp tươi. Đẹp lên muôn lối, xanh thắm lên muôn phương trời. Niềm tin dựng xây, ca vang khúc hát đời thắm tươi. Niềm tin dựng xây, ca vang khúc hát đời thắm tươi.